Minh ơi, quay ra đây để giới thiệu với lại mọi người về Cục Soi đi. Em xin giới thiệu với anh này, em không có gì giới thiệu cả. Chào mừng các bạn trở lại với phòng nội soi tiêu hóa. Hôm nay bọn mình sẽ trao đổi với các bạn về một căn bệnh rất hay gặp. Đó là bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Ở Mỹ, tỷ lệ bệnh này gặp khoảng 10 đến 20% dân số. Ở nước ta thì chưa có một nghiên cứu nào cả. Các tổn thương trượt ở niêm mạc thực quản sẽ được phân loại trên nội soi theo phân loại của Los Angeles. Hôm nay bọn mình sẽ trao đổi với các bạn về phân loại này nhé. Bình thường, cơ thắt thực quản dưới luôn đóng kín, ngăn cản dịch axit và thức ăn từ dạ dày trào ngược lên trên thực quản. Khi chúng ta ăn, miếng thức ăn sau khi được nuốt qua họng vào thực quản, cơ thắt dưới thực quản mở ra để thức ăn vào dạ dày rồi lại đóng chặt lại ngay, không để dịch dạ dày trào ngược. Người bình thường có thể trồng cây chuối, đầu trúc xuống đất, chân trồng ngược lên trời, nhưng thức ăn và dịch dạ dày không trào xuống miệng là do hoạt động hoàn hảo của cơ thắt dưới ở thực quản này. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, cơ thắt thực quản dưới đóng không kín, dịch dạ dày trào ngược lên trên thực quản gây ra các triệu chứng lâm sàng. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản điển hình là bỏng rát sau xương ức hoặc trào ngược dịch thức ăn cũ lên miệng. Có khi dịch dạ dày gây tổn thương niêm mạc thực quản là các vết trượt và ta có thể quan sát được trên nội soi, gọi là viêm thực quản trào ngược và sẽ được phân độ theo Los Angeles. Đây là phân độ hay được sử dụng nhất trên toàn cầu. Để tiếp cận với cách phân loại này, chúng ta cần làm rõ một số khái niệm sau. Nếp niêm mạc thực quản. Khi bơm hơi căng, niêm mạc thực quản hồng, nhẵn bóng. Khi co nhỏ lại, niêm mạc thực quản gồm các nếp liên tiếp nhau dọc theo chiều dài thực quản, ngăn cách với nhau bởi các rãnh. Đỉnh nếp niêm mạc là vùng cao nhất ở giữa của nếp niêm mạc. Tổn thương cơ bản của viêm thực quản trào ngược là các vết trượt nằm trên đỉnh niêm mạc này. Cần phân biệt với trượt niêm mạc trong các bệnh lý sau. Trượt nông trong lạc niêm mạc dạ dày lên thực quản. Đây là các trượt màu hồng đỏ, giống niêm mạc dạ dày nhưng tách biệt với niêm mạc dạ dày, hình tròn hoặc bầu dục, thường được bao quanh bởi niêm mạc thực quản. Trượt niêm mạc trong bệnh Barrett thực quản. Các trượt đỏ liên tiếp với niêm mạc dạ dày xâm lấn qua đường rét vào sâu trong niêm mạc thực quản. Nguyên nhân là do biểu mô lát từng thực quản màu hồng nhạt, bóng bị thay thế bởi biểu mô trụ đơn. Đây là các dạng tổn thương tiền ung thư rất nguy hiểm. Theo phân loại của Los Angeles thì viêm thực quản trào ngược sẽ được phân chia thành 4 mức độ gồm độ A, độ B, độ C và độ D. Viêm thực quản trào ngược độ A có một hoặc nhiều vết trượt niêm mạc kích thước dưới 5mm. Các vết trượt này không liên tiếp nhau từ đỉnh của hai nếp niêm mạc.
với viêm thực quản trào ngược độ B, có một hoặc nhiều vết trượt niêm mạc kích thước trên 5 mm. Các vết trượt này không liên tiếp nhau từ đỉnh của hai nếp niêm mạc. Như vậy yếu tố để phân loại viêm thực quản trào ngược độ A hay độ B chủ yếu dựa vào chiều dài cái vết trượt của niêm mạc mốc 5 mm và cái tổn thương này không liên tiếp giữa hai nếp niêm mạc. Vậy thì sẽ có nhiều bạn thắc mắc là cái mốc 5 mm này thì làm sao chúng ta đo được. Tất nhiên chúng ta không thể dùng thước để đi vào thực quản người bệnh đo. Thế nhưng với những bạn mà mới làm về nội soi tiêu hóa thì các bạn hãy dùng mẹo là dùng panh, cái kìm sinh thiết. Chúng ta mở hết cỡ kìm sinh thiết và chúng ta đo được cái chiều dài của cái kìm sinh thiết này khi mở. Sau đó thì khi chúng ta sinh thiết thì chúng ta sẽ ước lượng được cái khoảng cách của chiều dài vết, cái vết trượt niêm mạc. Lâu dần chúng ta sẽ có kinh nghiệm. Với viêm thực quản trào ngược độ C, có một hoặc nhiều vết trượt niêm mạc liên tiếp giữa đỉnh của hai nếp niêm mạc. Các tổn thương trượt này chiếm dưới 75% khẩu kính của thực quản. Với viêm thực quản trào ngược độ D, có một hoặc nhiều vết trượt niêm mạc chiếm trên 75% khẩu kính thực quản. Như vậy, hệ thống phân loại viêm thực quản trào ngược theo Lord Anslet rất dễ nhớ và dễ áp dụng. Chủ yếu dựa vào kích thước của các vết trượt niêm mạc với mốc 5 mm
và mức độ lan rộng của các vết trượt này qua các lớp niêm mạc cũng như so với lại khẩu kính thực quản. Chúng tôi muốn nhấn mạnh với các bạn rằng có nhiều trường hợp bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản rất điển hình như nóng rát, bỏng rát ở vùng sâu xương ức, cũng như là cả dịch thức ăn dạ dày lên trên khoang miệng. Thế nhưng những trường hợp này xoay dạ dày vẫn không có tổn thương. Vậy thì những cái trường hợp mà bệnh trào ngược dạ dày thực quản rõ thì cách tiếp cận như thế nào, và những trường hợp nào thì phải nội soi dạ dày? Chúng tôi sẽ trao đổi với các bạn về vấn đề này trong phần tiếp theo. Mời các bạn chú ý đón xem. Thế là cứ 4 tuần là được tiêm lại gì?